Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình. Câu nói mang tình hữu nghị sâu sắc của lãnh tụ Cuba dành cho nhân dân Việt Nam được khắc trên chính tượng của ông tại công viên Fidel Castro, tỉnh Quảng Trị, một công trình văn hóa mang tình hữu nghị giữa hai nước Việt Nam-Cuba. Công viên mang tên Fidel Castro chính thức hoạt động vào năm 2018. Lễ khánh thành được tổ chức vào ngày kỷ niệm lãnh tụ Fidel Castro đến thăm vùng giải phóng Quảng Trị 19 tháng 5 năm 1973. Tọa lạc tại điểm giao trung tâm phường 1 và phường 3 thành phố Đông Hà, công viên Fidel được xây dựng trên khu đất rộng 16 ha. Với cấu trúc độc đáo, công viên được xây dựng với nhiều hạng mục. Khu vực tượng đài trung tâm, nơi đặt một bức tượng bán thân của lãnh tụ Fidel Castro cao 1,45 m và rộng 0,8 m. Cùng với các khu vực quảng trường, đường nội bộ, hồ sinh thái, khu vực thảm cỏ và hệ thống cây xanh được trồng nội khu công viên cũng như dọc hè phố trên các tuyến đường. Tất cả là một tổ hợp hài hòa, tạo ra điểm nhấn về không gian đô thị cho thành phố, đồng thời phục vụ nhu cầu vui chơi giải trí của người dân thành phố Đông Hà. Đây còn là một công trình ý nghĩa về mặt lịch sử, văn hóa, thể hiện tình cảm của người dân Việt Nam nói chung và nhân dân Quảng Trị nói riêng đối với lãnh tụ Fidel Castro. Công viên Fidel là một điểm đến lý tưởng để tham quan, vui chơi giải trí, là nơi gắn kết tình yêu thương, lưu giữ kỷ niệm. Đến với thành phố Đông Hà, du khách nên có một lần ghé thăm nơi đây để hít thở không khí trong lành, cảm nhận yêu thương, chan hòa của người dân Quảng Trị. Cùng với vẻ đẹp trong xanh, thoáng đãng của khí hậu nơi này, đây là nơi du khách lưu lại những hình ảnh kỷ niệm, cảm giác khó quên khi đến với thành phố Đông Hà thân yêu, đầy lòng hiếu khách.